cua nè, cua nó bò nè, cua đồng nha. Thì hôm nay mình bán cua đồng luôn, thì giờ mình bán mình đông đó mình gửi đi hai cục ha. Ưu tiên cho chạy tiền một quyết nè, quyết xong đây mình đi trả. Chào cả nhà, thì hôm nay Hằng làm cá nâu nè, để gửi nha. Quỳnh Hoàng cái nick Zalo á, tên Quỳnh Hoàng. Em ở cái gì Bến Lức á, nhưng mà em ra chủ bến chủ trạm thu phí Bến Lức em nhận. Thì giờ Hằng đang làm cá tá nó uống không, con nào mới cái quay. Thì cái này của em á thì 7 con mà 3 kg. Và trứng này nè, trứng hết biết trứng rồi. Nè gửi cho em Vân là bên cái nick Zalo á, nhưng mà Hằng không biết cho tên, chắc biết tên này, vợ tên chồng gì Hằng cũng biết, nãy chưa có hỏi kỹ. Thì em có cái bạn Zalo với Hằng á, thì em thấy á tên ngon ghê. Cái này cái ruột mà sạch nè, cái hàng để nè, cá quá trời, của anh Vũ ngon quá trời. Thì cá này thì cá bự nha, hôm nay Hằng mua được cá bự nè, còn thường bữa thì cá cũng không được bự đâu, nhằm bữa nha. Thì nhằm bữa thì Hằng dặn á, Hằng dặn có cá bự thì gọi á, với anh Vũ có dặn á, khi nào mà có cá bự gọi á thì hãy có cá bự á thì ta gọi cho Hằng thì Hằng lấy. Thì anh chị cô ba, cô bác anh chị có thích ăn cá gì thì cứ gọi Hằng nha, rồi dặn đi. Cá nâu, cá đối hay là cá ngát gì đó, cá bớp rồi mực gì đó thì cái nhà có ăn thì cứ gọi cho Hằng, thì khi nào có thì Hằng sẽ mua rồi Hằng gửi. Mà mình dặn vậy đó là khi nào có là Hằng mới gửi nha, còn không có thì Hằng không có gửi đâu. Lựa cá ngon mới gửi. Rồi cái mặt nó, mặt của nó to hơn. Cái cặp trứng rồi được rồi. Quá trời luôn. Cái này cái ruột nó dơ thì mình lấy cái ruột ra, còn cái nào ruột sạch thì để ruột. 5 kg mốt 12 con. Thì trứng đây nè. Trứng một bầu trứng. Nên mình làm sạch sẽ. Ôi để vô bịch mình muối đá sạch sẽ trứng. Ngon ghê. Với mực, mực này thì 4 kg nè, mực ống nè, ngon ghê. 4 kg mực cái thì mình để đại vậy nè, để lên cẩm rồi chị lấy ra ăn rồi làm. Giờ làm cá khoai với mấy cá này. Cá khoai làm rồi thì không có để, không có rửa nước đá lại, là tại cá khoai mình tươi chứ, cho nên không cần phải để vô đá. Này quên tí mua cho chị Loan á, thì 8 kg cá khoai. Bây giờ Hằng làm cá khoai với cá từ xanh luôn ha, ngon quá, không biết ngon hơn đó. Ngon quá trời ngon luôn nè. 4 kg nè, 4 kg mấy con ta, 5 đó, 7 con 4 kg. Nhìn ngon ghê. Con này nó của anh Chí mua từ Kỳ Long. Xong rồi, đợi, vô.
kilo này 8 12 15 cái mấy rồi. Tại chị ở Tiền Giang nhưng mà không có xe đi Tiền Giang thì có ngã ba Trung Lương, giờ mình đem ra ngã ba Trung Lương mình gửi. Nhưng mà hàng làm đem đông đá đi thì không phải sống như vậy, nhưng mà mình đem đi thì mình làm rồi mình đông đá, nhưng mà vẫn bình thường nha, vẫn ngon bình thường. Ủa, bữa bữa thấy ngọt ha, cua này cua nó bò nè, cua đồng nha, thì nay mình bán cua đồng luôn, thì mình bán mình đông đá mình gửi đi, mình đông đá mình gửi đi đi Sài Gòn cái gì đó thì hàng làm sạch rồi nha, rồi mới gửi đi chứ gửi sống gì sợ lên tỉnh chết. Chứ giá lại như mình đông đá rồi nè, làm sạch vậy nè cả nhà, thì hàng bán ký như sạch vậy nè, mình về mình cái việc là mình đâm thôi, mình giả cho nó nhuyễn rồi mình nấu lấy nước á, rồi mình nấu canh, nấu lẩu, nấu bún riêu. Thì hôm nay hàng sẽ nấu bún riêu nha, bún riêu cua đồng. Thì từ cái con cua sống này nè, thì mình gửi đi mình sợ chết, thì mình đông đá đi cho nó dễ hơn, chứ như làm sẵn vậy nè, mình về mình chỉ việc là mình giả ra thôi. Cái này nấu lẩu ngon, cái này là cua đồng nè, một gỗ vậy là 1 kg nè, nhiều lắm. Hàng nấu nồi bún riêu á, ngon lắm. Thì cua đồng này mình đem đi nấu bún riêu rất là ngon nha, thịt nhiều nữa. Đó, cua đồng thì làm sạch rồi mình để tủ đông. Còn cái cua này là cua sống nè, cua này là cua sống vậy nè cả nhà ấy, rồi mới làm ra nha, chứ không có làm cua chết nha, toàn bộ là cua đều sống hết, rồi làm rửa sạch rồi mới làm nó, chứ không có làm dơ nha. Thì về nhà thì cả nhà cứ bỏ vô cối mà xay thôi, với giả nó cũng mềm lắm. Giờ mình giả cua đồng để nấu bún riêu, giả cho nồng nhừ luôn đó. Bi là người ngồi giả ra làm thủ công rồi, trời ơi, nhìn cái mặt giả cua gầu quá. Rồi cắt khúc này đem chợ cho nó xây vậy. Có đâu, phải giả chứ xây gì trời. Dừng lại, không ăn rồi mới giả, mà giả mới ghê chứ. Bây giờ Bình đi lấy cái tô lại đang cho anh hai cạo ra nè, hay là cái thau nhỏ nhỏ vậy, nó bà nội trên mượn cái thau nhỏ nhỏ đem ra cho anh hai giả cua. Dạ, đem mình nấu bún riêu. Hồi đó giờ thì chưa có nấu bún riêu cua đồng nha, nhưng mà hôm nay thằng sẽ nấu bún riêu cua đồng. Giò heo, hai giả thêm chút nó bị hai giả vậy. Dạ, trời ơi, gì vậy, còn ông thần ơi, luộc á, tôi giả nhuyễn nó mới ra hết cua trong cái con này nè. Nó giả xong rồi nó bỏ cho cô giả lại cho nó lại. Cù này bỏ ít vô. Này thằng giả nè, được nhiêu đây nè. Thì giả, bị giả còn to quá, đuổi giả tiếp. Cho nó nhuyễn nhuyễn, cho nó ra. Lần đầu tiên nấu bún riêu cua đồng. Mới điện lên hỏi chị. Này bắp chuối này hãy mua cái bắp chuối về á, mình tự bào á thì nó sẽ ngon hơn. Thì nhà bào rồi thì hàng giả cua cũng gần xong và rồi mình vô mình lựa đem cho nó lấy nước và bắt đầu nấu cái cua. Đó, em cho nè cua đồng thì cho, với nãy mua hết 2 kg mấy thịt xương giò. Này là cua nè, cái này hơn tí, hơn tí mấy nè. Giờ mình đổ nước vô, mình đổ vô để mình lượt ra cho nó ra thịt á, để mình lượt nha. Này giả thành ra nó cũng được nhiều lắm. Chờ nó đi mua cái lượt về đâu, mình lượt mình thấy nước ra đem đi nấu. Dầu nhiều để mình
bún riêu của mình thì mình ướp giò heo nha, cho nó có màu. Nhưng mà màu này là màu điều tự nhiên chứ hàng mua để màu gạch tôm nha. Mình xài cái màu này cho nó đẹp hơn, nó ngon hơn. Màu điều đẹp. Giờ mình tẩy ra thì tẩy mình lượt mình lấy cái thịt. Đây, cái nước phải nấu. Rồi, tiếp tục. Giò thế này hay là hết thịt rồi? Giò hết thịt rồi. Nên cái chuyện này sắp dạy heo á, miếng miếng bỏ vô chấm một mắm. Ủa lấy cái màu không? Không có lấy cái hộp nữa hả? Ừ, lấy cái màu xíu thôi, mẹ tắm rồi bị đen rồi. Lấy cái cận lạc chín nước rồi. Cái con nước này. Ừ, mình phải đi cả nhà nấu ăn nhà cho mình nấu cho nó cái nào mà cái ăn còn mình nấu. Này mình được hết cái ấy này, còn cái nước trong này, cái này cái còn cái vỏ nó không à, giờ mình bỏ được hết này, giờ mình bắt lên cho nó vừa vừa lên nặng nó có nước trên bắt đầu mình. Dạ, cái nồi này mình chuẩn bị nấu nè, bắt lên nồi nước nè, chuẩn bị nấu này nhiêu lít nước mình cũng có canh nè. Mình lừa thấy chừng nào nó hết cái nước trong quá thì hết nước đục còn nước trong mình nghỉ một nồi, hôm nay mình nấu một nồi này ăn rất nhiều luôn. Biết này thì Hằng mua đem về ngày giờ mình luộc lại nha, mình luộc lại một chút cho nó chín đó. Thì cho nó ngon, cái màu điều ngon ghê không. Dạ, thơm luôn. Màu này quá trời ngon. Màu tự nhiên, khi hồi nãy Hằng mới thắng. Rồi, bây giờ nó đang lên nè nè bây giờ. Bây giờ nó nổi nguyên về. Nó đang nổi lên kìa. Ừ đó, chưa, nó mới tụ tụ lại thôi. Từ từ. Đó. Ủa vậy được chưa, chắc con nghĩ được rồi đó mẹ, vớt ra được đâu quá nè. Đó được rồi, nó nổi lên hết rồi. Trời ơi, kêu gì mà chiều chiều ăn. Trời ơi, nguyên cục nè bi. Đó ha, bỏ xíu nó đi. Mẹ vớt xong rồi cho nó được. Quá trời người cua coi nè. Để lần sau mà ở ngoài mà có tới mùa con gẹm á, cái mình nấu bằng con gẹm nó cũng ngon lắm. Thịt của nó nè. Cua này là nguyên chất. Cái đó nguyên chất là nó không có ẻ bự. Nhà mình ăn mà mình làm nguyên chất để cho nó ngon. Giờ để giọt heo vô.
món này với tàu hũ cua. Trời ơi, bự dữ rồi. Đem đường bột ngọt vô cái nồi bún riêu với muối nêm vô cái bún riêu nha. Nhìn nó thấy ngon nè, không biết làm sao, để hồi ăn thử nha. Mình sắp làm tư này, cái tàu hũ cũng vậy nữa, tàu hũ sắp làm tư luôn. Muối ớt á, đâm nó lấy muối cục có đâm muối ớt. Cái này thì tàu hũ ở dưới Hằng thì thường bán bún riêu á, là không có bán tàu hũ đâu. Cái này là chỉ có ở Sài Gòn đồ đó là bán bún riêu, là phải có tàu hũ nè. Còn ở đây thì không có, ở đây có huyết thì có, này, này kia thôi, có tàu hũ cũng có. Nhưng mà Hằng nấu hôm nay thì có tàu hũ nha. Máy bây giờ Hằng sạch tới hành nha, Hằng sạch ít hành để mình chế cho thơm lên, mình xào cà, mình để vô, xào sơ sơ để vô cho nó thơm. Ăn chưa? Con chưa mình? Còn bữa nay con muốn sao không biết, không biết tôm chạy. Chắc chưa? Chắc tôm chưa? Rồi thầm đấy. Này còn cái da màu bị hồi nãy thì mình đổ vô mình xào luôn á. Đói bụng chưa Bình? Ừ, đói. Đói à? Đó, mày nấu gần xong rồi nè. Ê, cái tô cua nè Bình, nãy mày vớt ra nè, ngon không? Ừ. Rồi cái mình sắm cục cục của mình để vô cái tô tô bún của mình. Giờ tô cà vô, cà xào hồi nãy. Giờ đổ vô một nồi luôn. Dẫn nó bình. Nhìn nồi dầu heo nè, dẫn nè, bún dầu heo. Trời ơi. Hồi này chắc cho ông Bình quá. Ừ. Nói không? Ừ. Rồi. Giờ mình cho cái tàu hũ vô luôn. Nồi này hơi nhỏ quá. Ôi dạ. Chàng quá. Múc là bớt. Rồi chuẩn bị bắt đứng ra. Một người một tô. Rồi bắt đầu chuẩn bị bốc con. Xong chưa? Nồi một tô. Đó. Ăn cái bún riêu phải cho nước nhiều nhiều. Hai cục thịt ha. Bà nội ăn thịt ha. Này. Này đi rồi hồi múc thêm ngoài ha. Xong. Này là cua. Sắn cục cua bỏ lên. Đó. Đó vậy. Xong.
Đồ này của Bì. Ăn da heo không con? Dạ. Con khoanh đúng không? Múc cho bình trước. Ừ, cho bình trước rồi. Nó nay ăn ít hả? Nó nay mấy con trước đi. Dạ, cái đó của mẹ. Mẹ cũng sử dụng cho con không có rồi. Hai cục ha. Phụ tiền cho chạy tiền. Cục huyết hả? Huyết. Đây. Mình chả. Ăn này kiếm con được nha sao? Mày dắt chanh vô. Chưa rồi. Chiều chiều mới được. Rồi, hôm nay mình phải kiếm đồ đường. Mình tự tự sẵn quá cái này. Ngon vậy, ngon quá. Ăn thêm mẹ, da heo rồi, ăn thêm. Thiết nó lên trộn, nó rụng. Ngon bệnh. Ừ. Ngon quá. Đậu đói nhẹ ngon. Chắc chanh vô cho nhiều nha. Tại này nấu này không có để chua. Nấu này đợt này còn không có để chua vô. Đúng. Anh ra giờ mình chắc chanh vô đi. Cho nhiều vô nó mới chua. Đúng rồi, chua nó chua rồi là ngon. Lắc chanh đại vô bà. Mời cái nhà muốn đi. Sao vậy? Ngon. Nước không Bi? Múc thêm miếng nước không con? Nước nhóc. Đúng rồi, thêm miếng nước rồi. Ừ. Dĩa này là giò heo nè. Thì thêm móng heo cà bi. Dạ. Rồi cái gì? Da heo, huyết, đậu hũ. Rồi thằng thích ăn da heo lắm luôn cả nhà ơi. Thì chấm nè con. Chấm mấy này xớt ra, lấy cái dĩa nhỏ xớt ra. Giờ tới hàng ăn nha. Trời trời ơi, chanh. Cho miếng chanh vô dùm cho nó chua. Cái rau. Rau này thì bắp chuối. Rau muống, rau quế, đây, này cho bắp chuối nha, bắp chuối nha sạch, để vô, miếng ớt vô cho nó cay cay, cũng ăn ớt được nhiều hơn, miếng giá. Riêu cua. Này có cua luôn nha. Rồi rau vô. Xong. Giờ tới hàng ăn cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà, mời bà Phương, mời Lê, mời tất cả cô chú, ông chị. Mời hết luôn.
mại tôi với Dora ăn tôi. Cha chị về cho ăn. Cha đi quay bên kia kìa. Chiều về ăn. Nay mình thưởng thức cái gì mình nấu. Chua thì con nó để rất chua. Nóng rồi. Con tắm mình nghỉ. Ngon. Ngon hả? Sao cái cua cua của bạn mình ăn miệng ngáy ngáy bị sao vậy? Của mình là có đâu nó béo béo mình tôi có đặt kiến nữa. Mình đã quên là của phải đứng nào cái đặt kiến là không có đâu à? Đặt kiến nữa không có, không có à? Đặt trứng á là biết ăn xong không? Để bột, không đặt trứng với cái gì như cua người ta vớt ra, người ta đập trứng vô với thịt nữa, thịt nó trộn chung, ta nên đi hấp. Bữa nay mình đâu có xài mấy cái đó đâu. Đúng rồi, tao nói vậy nè. Cái đó người ta cũng có trộn trứng ta hấp. Còn thường cũng khác đâu, đập trứng là biết trứng gì không? Trứng á, người ta đâu có cái cua nguyên chất này đâu. Cái người ta đập, người ta bầm cái gì? Ta bầm tôm khô đi. Người ta không có cua này thì ta bầm tôm khô. Với trứng người ta quậy vô cái cho nó ấy xong rồi tôi đổ vô cái nồi cho nó sôi bùng lên, tao vớt ra, tao nói đó là cua. Thật sự không phải, đúng không? Những người ta nói ở bán cũng riêng một cái cua chúng ta phải đâu. Đó là tôm khô. Tuy nhiên em muốn thương mà cũng không có cua. Nhất là hẳn nó luộc rồi. Thấm mỡ. Quá là thằng được. Quá là thằng. Ăn rồi hết thì giờ tiếp một múc đi cho. Múc đem về dưới cho ba với đồ ra. Với chị ba của Hằng, với cháu Hằng á, với Thâm. Chị ba bịch, tôi ra bịch à, với chị ba với cháu. Giờ còn nguyên nồi rồi, thịt không nữa. Giờ để chiều anh Tâm với nhường đớt rồi về cho nó ăn. Tèo. Cái này thì đi cho anh Nguyễn. Thì anh đi khô này nè. Thì anh lấy 5kg, 6, anh lấy 6kg. Cái này là khô lạ 6kg. Nãy giờ mình ký ra 3, 4, 5. Đó này là khô cốt 1kg, 2kg, 3, 4, 5.